Nếu như bạn muốn gia tăng tài chính của mình thì có một thứ bạn cần phải biết, đó là nhiệt kế tài chính. Và nhiệt kế tài chính là khả năng kiếm tiền và giữ tiền của một người. Và một người có nhiệt kế tài chính âm thì cho dù bạn có đưa cho họ bao nhiêu tiền, rồi ví dụ như là họ có trúng số nè, họ có trúng giải thưởng nè, hoặc là họ thừa hưởng tài sản từ cha mẹ, thì sau một thời gian kiểu gì họ cũng mất tiền và họ cũng sẽ âm nợ. Rồi có cái nhóm người thứ hai, là cái nhóm người này là nhiệt kế tài chính là thấp, có nghĩa là không bao giờ họ kiếm được nhiều hơn 25 triệu, luôn luôn dưới 1.000 đô. Và theo thống kê của thế giới thì có 80% dân số ở ngoài kia là không có nổi 70 triệu tổng tài sản của mình. Và một người có nhiệt kế tài chính ở cái mức hàng ngàn thì số tiền của họ dao động là từ 1.000 đô cho tới 10.000 đô, có nghĩa là không bao giờ cao hơn 250 triệu. Và một người có nhiệt kế tài chính ở cái mức là hàng chục ngàn là 2 tỷ. Và bao nhiêu trong số anh chị em ở đây, mình làm việc bao nhiêu năm, vất vả, tiết kiệm tiền để đầu tư, nhưng mà nó chỉ dao động ở cái mức tỷ mà thôi. Cũng có những người nhiệt kế tài chính ở cái mức triệu đô nè, hàng chục triệu đô, vài tỷ đô và còn nhiều hơn thế nữa. Nhiệt kế tài chính có nghĩa là dù là bạn như thế nào, dù là bạn ở đâu thì nó cũng không có thay đổi. Mình ví dụ, nhiệt độ cơ thể của bạn là 37 độ C đi, dù cho thời tiết có nóng nè, có lạnh nè, thì bạn vẫn giữ cái nhiệt độ là 37 độ C. Nếu như bạn có nhiệt kế tài chính là cao thì dù cho là thị trường nó có như thế nào, có tốt hay là không tốt thì bạn vẫn có thể tạo ra được tiền. Còn nếu như bạn nhiệt kế tài chính là thấp, dù cho thị trường có tuyệt vời như thế nào, có dễ tạo ra tiền như thế nào thì bạn vẫn không tạo ra được tiền. Vậy đó là sức mạnh của nhiệt kế tài chính. Dù cho thị trường như thế nào thì tiền bạc của bạn, tài chính của bạn nó cũng không có bị ảnh hưởng. Vậy thì hiện tại bạn đang ở mức nhiệt kế tài chính là bao nhiêu? Và bạn mong muốn nâng cái nhiệt kế tài chính bên trong của mình lên hay không, để mà giúp gia tăng cái tài chính của mình, giúp cho mình có được cái số tiền mà mình mong muốn, có được cuộc sống mà mình mong muốn. Bạn có muốn không? Hãy tham gia cùng với My học tập rèn luyện để gia tăng nhiệt kế tài chính bên trong của mình lên. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video của My.